truyền thông Italia, Đức Thánh Cha sẽ công bố danh sách các tân hồng y từ Chủ nhật 17 tháng 10. Việt Nam có hy vọng. Trong một bản tin hôm thứ Hai 11 tháng 10, hãng tin Sismografo của Italia đã đưa ra dự đoán rằng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố danh sách các tân hồng y được tấn phong vào tháng 11. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Túy Vân. Sau cái chết ở tuổi 94 của vị hồng y người Chí Lợi, Jorge Medina Esteves, ngày 8 tháng 10 vừa qua, tình trạng của hồng y đoàn hiện nay có thể tóm tắt như sau. Tổng số hồng y là 215 vị, trong đó 121 vị là hồng y cử tri và 94 vị không còn quyền bầu giáo hoàng. Từ ngày 7 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục hiệu tòa của Milan, sẽ có tuổi 80 và do đó số hồng y cử tri giảm xuống còn 120 vị, là con số được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ấn định. Vào năm 2022, từ ngày 7 tháng Giêng đến ngày 29 tháng 12, 11 hồng y cử tri khác sẽ mất quyền bầu giáo hoàng. Trách nhiệm thể chế mà giáo hội trao phó cho Đức Giáo Hoàng là bảo đảm sự kế vị của Thánh Phêrô, giám mục của Roma. Như nhiều người nói, điều này giải thích và cho thấy sự hợp lý của khả thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ tuyên bố tấn phong các tân hồng y trong tương lai rất gần. Trong suốt triều giáo hoàng của Ngài, năm nào Ngài cũng tấn phong hồng y. Qua 7 công nghị, Đức Thánh Cha Francisco đã tấn phong cho 101 hồng y. Khả thể rất cao là Đức Giáo Hoàng có thể sẽ công bố danh sách các tân hồng y vào Chủ nhật tới, ngày 17 tháng 10, hoặc sau đó, để chuẩn bị cho công nghị tấn phong có lẽ diễn ra trong tháng 11. Những người sành sỏi về chủ đề này dự đoán sẽ có thêm một công nghị tấn phong khác nữa vào giữa năm 2022. Việc dự báo danh sách các tân hồng y trong triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco ngày càng khó khăn. Đức Giáo Hoàng hầu như luôn luôn mang đến cho giáo hội những bất ngờ đáng kể. Theo truyền thống, các vị được tấn phong sẽ được thông báo trước. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều vị cho biết rất ngạc nhiên khi hay tin. Dù thế nào, tên của một số nhân vật quan trọng trong giáo triều Roma liên tục được lưu truyền. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, 67 tuổi, đương kim Bộ trưởng quan hệ với các dân nước của Vatican. Đức Tổng giám mục Hàn Quốc Lagiaro Du Huỳnh Trị, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ từ ngày 11 tháng 6 năm 2021, Ngài sẽ 70 tuổi vào tháng 11. Đức Tổng giám mục Arthur Roche, 72 tuổi, tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Tổng giám mục Fernando Vergés Auzaga, 76 tuổi, nguyên Tổng giám mục Leeds, tân Chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Quốc gia thành phố Vatican. Trong số 7 công nghị tấn phong hồng y trước đây của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự 2 công nghị vào tháng 2, 2 công nghị vào tháng 6, 2 công nghị vào tháng 11 và 1 công nghị vào tháng 10. Trong số 121 vị hồng y cử tri, 13 vị được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tấn phong, 38 vị được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tấn phong, 70 vị được Đức Giáo Hoàng Francisco tấn phong. Trong số 94 hồng y không còn quyền bầu giáo hoàng, 44 vị được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tấn phong, 27 vị được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tấn phong, 23 vị được Đức Giáo Hoàng Francisco tấn phong. Các vị hồng y không còn quyền bầu giáo hoàng thường là các vị trên 80 tuổi, trừ trường hợp hồng y Angelo Petru mới 73 tuổi nhưng bị mất các đặc quyền liên quan đến tước vị hồng y. Đức Thánh Cha Francisco có cách hành động hơi khó đoán. Chẳng hạn như năm 2017, Ngài đã không tấn phong hồng y cho Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục São Salvador, nhưng lại tấn phong hồng y cho Đức Cha Gregorio Rosa Chavez là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận. Ngày 1 tháng 4 năm 2018, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, lúc ấy là Tổng giám mục Hà Nội, đã qua tuổi 80. Từ ngày đó đến nay,
Việt Nam không có hồng y cử tri. Vì thế, trong số các vị giám mục Việt Nam, ba vị tổng giám mục là những người có nhiều triển vọng được tấn phong hồng y nhất trong dịp này. Nếu tính theo thâm niên tổng giám mục, trước hết chúng ta có đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục Huế. Ngài sinh năm 1949, được thụ phong linh mục tại giáo phận Nha Trang vào năm 1992. Ngày 12 tháng 6 năm 2004, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Ngày 29 tháng 10 năm 2016, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Huế, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Thanh Hóa. Tiếp theo là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục Hà Nội. Ngài sinh năm 1960, được thụ phong linh mục năm 1988. Ngày 6 tháng 11 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm Ngài làm giám mục Hải Phòng. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm tổng giám mục Hà Nội. Sau cùng là Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục Sài Gòn. Ngài sinh năm 1953, được thụ phong linh mục tại giáo phận Xuân Lộc năm 1990. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục Sài Gòn.